Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa tất cả các kênh của YouTube. Mình vào YouTube nha. Đăng nhập. Thì ở đây cái tài khoản là Coupon này nè. Mình xem thử hiện nay là tài khoản này là nó có 3 cái tài khoản phụ. Bây giờ vì một cái lý do nào đó mình không có muốn dùng nữa thì mình xóa tất cả. Thay vì mình xóa từng kênh. Mình xóa từng kênh nha. Thì mình có thể vào từng kênh, mình đăng nhập vào từng kênh và mình vào cái mục nâng cao, cài đặt nâng cao, mình kéo xuống đây mình chọn, mình xóa thôi, chọn xóa kênh. Thì thay vì mình xóa từng kênh thì mình có thể vào trong này mình xóa luôn dịch vụ, xóa đóng luôn hẳn tất cả kênh trên YouTube của tài khoản này. Mình vào cái mục account của Google, thì tại cái phần là tại cái mục là account preferences, mình chọn delete your account or services. Thì ở đây nó có hai mục là xóa những cái sản phẩm hoặc là xóa tài khoản Google và dữ liệu. Thì ở đây mình chọn là xóa sản phẩm, delete products. Rồi, mình nhập mật khẩu vào xác minh nha. Nhấn nét. Rồi, đến bước này thì ở đây nó mình sẽ chọn phần YouTube, chọn cái biểu tượng thùng rác. Rồi, mình cũng xác minh lại cái tài khoản này, mình nhấn nét. Đó. Ở đây nó sẽ hỏi mình là muốn ẩn cái kênh YouTube hay là muốn xóa vĩnh viễn tất cả nội dung, thì mình chọn cái này. Rồi mình check vô. Khi mà mình xóa cái tài khoản, cái kênh chính của cái tài khoản Gmail thì đồng nghĩa tất cả các cái kênh phụ nó cũng xóa hẳn luôn. Rồi khi mình check xong, mình sẽ nhấn nút delete. Ở đây nó yêu cầu mình confirm bằng cách nhập cái địa chỉ email, thì mình nhập vào. Rồi nhấn delete. Thì sau một thời gian Google nó xử lý, nó sẽ xóa và nó hiển thị thông báo là nội dung của bạn đã bị xóa. Thì quá trình này nó có thể mất một vài phút. Rồi, đến đây là mình đã chia sẻ cho các bạn cái cách để xóa một tất cả các cái kênh YouTube của mình một cách nhanh nhất. Chúc các bạn thực hiện thành công. Cảm ơn các bạn.